Cách đây 70 năm, trên cánh đồng Mường Thanh giữa núi rừng Tây Bắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, đầy mưu trí, chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân ta đã đánh bại nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam, của cả nhân loại tiến bộ đấu tranh vì độc lập tự do trên thế giới. 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trên chặng đường thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước. Phát huy những bài học, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Điện Biên Phủ trong thời kỳ mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Quảng Bình nêu cao tinh thần yêu nước, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.